đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Và với cái sự tăng trưởng gần đây đó, từ ngày hôm qua tới bây giờ thì các bạn đã thấy được là trong vòng 24 giờ thôi đó Đã có hơn 1 tỷ đô la lệnh bị thanh lý rồi các bạn nhìn thấy trên màn hình đó 1 tỷ đô la lệnh bị thanh lý trong vòng 24 giờ là con số rất là cao nên các bạn và đương nhiên các bạn nhìn thấy được là giá tăng thì các bạn có thể nghĩ là cái số lượng lệnh bị thanh lý đó là lệnh gì 24 giờ qua đó 84% của tất cả lệnh bị thanh lý là lệnh short nghĩa là chúng ta có hiện tượng short squeeze và đặc biệt hơn đây các bạn nhìn bên dưới này cái số lượng lệnh bị thanh lý đó là đến từ phần lớn là sàn FTX 83% các bạn thấy được là 83% của số lượng lệnh short là đến từ sàn FTX luôn Con số rất là cao Trong khi các bạn thấy là sàn Binance là một sàn Mà lớn hơn, có nhiều user hơn Là sàn crypto lý hiện tại Mà cái số lượng lệnh bị thanh lý đó định số chỉ có là 5.2% mà thôi Còn những sàn khác thì giống như là OKX Chỉ có 4%, Bybit 3% Huobi 2% Đây là những cái sàn mà chuyên về những lệnh đầu bẩy Các bạn thấy được là sàn Binance, sàn Bybit Nhưng mà cái số lượng lệnh thanh lý lần này đó là đến từ FTX tại sao vậy thì các bạn có thể tự uh, có cái uh, câu trả lời thật ra không ai biết được các bạn nhiều người đó thì uh, luôn đặt câu hỏi là sam mình free đó thì uh, lấy tiền từ đâu tại vì sam Bankman free là một cái nhân vật uh, mà đột nhiên xuất hiện có thể đối với nhiều người đó Cách đây vài năm thì không biết đến tên tuổi gì đâu các bạn, bây giờ Sam Bankman Free à, thì ai cũng biết hết đó chính là chủ của Alameda Research và chủ của sàn FTX là một trong những người mà đột nhiên xuất hiện và có rất nhiều tiền. Thì có nhiều câu hỏi đặt ra là người này đến từ đâu và đặc biệt hơn đó là tại sao lại có nhiều tiền như vậy thì có nhiều giả thuyết Nhiều người nói là Sam Bankman Free làm việc cho công ty BlackRock à, cho nên à, được hỗ trợ bởi à, những công ty tài phiệt lớn vào thị trường crypto này đó để có thể thống trị thị trường này và nhiều người lại nói là có thể sang bankman mình free đó đã tạo ra những con bot riêng của mình à, ở trên sàn FTX và dùng con bot đó để mà trade ngược lại với lại những cái người trên sàn để mà thanh lý họ đó chỉ là giả thuyết mà thôi điều mà thuần vẫn không hiểu đây là tại sao nhiều lệnh số như vậy bị thanh lý ở trên sàn FTX trong khi sàn Binance là sàn mà thuận thấy là hình như lớn hơn cả 10 lần luôn đó các bạn nhưng mà có số lượng lệnh rất là thấp các bạn nghĩ sao? Mà comment ở bên dưới cái video này và câu hỏi kế tiếp của nhiều bạn có thể nói là gần đây đó chúng ta thấy có nhiều lệnh bị thanh lý như vậy đó thì cái số lượng lệnh đòn bẩy còn nhiều hay là không? Thì câu trả lời là còn nhiều bạn. Các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, đây là tài liệu à, những cái lệnh đòn bẩy ở trên crypto coin thì các bạn thấy được là tổng số lượng lệnh á, đây là trong vòng 30 ngày thì vẫn ở mức cao. Các bạn nhìn thấy được là từ ngày 26 tới bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được có cái số lượng lệnh bị thanh lý À, là cái phần bên trên này, đừng zoom vào để các bạn thấy. Nhưng mà trên căn bản, đó, một số lượng lệnh bị mất đi. Nhưng mà vẫn ở mức rất là cao, nhất là trong vòng 30 ngày qua. Các bạn nhìn thấy được đó, là biểu đồ này cho chúng ta nhìn thấy thời gian nó dài hơn. Thì rất rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu là từ tháng 7, đó, giữa tháng 7. Thì chúng ta lại thấy một lần nữa có nhiều lệnh đòn đó bắt đầu xuất hiện trên nhiều sàn. Mãi cho tới bây giờ và bây giờ vẫn còn ở mức cao so với lại tháng 7. Các bạn thấy được là trước đó là chúng ta có những cái đợt bị thanh lý rất là lớn luôn. Những cái như đợt thanh lý này là uh, tháng 5 và đợt thanh lý này là vào uh, đầu tháng 7. Đây là những cái đợt thanh lý liên quan tới uh, Three Arrows Capital, liên quan đến cái uh, sự kiện uh, dẫn đến phá sản của công ty Celsius và công ty Voyager dẫn đến giá cả đâm mạnh, uh, các bạn đã nhớ rồi, thì rất nhiều lệnh bị thanh lý. Uh, nhưng mà sau đó thì lệnh lại tiếp tục trở lại trên sàn bây giờ chúng ta đã trở lại cái mức uh, như là đầu tháng 6 rồi các bạn lệnh vẫn còn rất nhiều cho nên nhiều bạn nói là sàn quét lệnh thì thật ra đợt này đó cho dù có quét này nữa cũng không có cái sự ảnh hưởng gì nhiều vẫn còn rất nhiều lệnh trên sàn và những lệnh đồng bảy này đó thì nó có sử dụng nhiều đồng bảy hay là không thì có rất nhiều đồng bảy các bạn à, các bạn nhìn thấy được là biểu đồ này đó, cho chúng ta có một cách nhìn là có bao nhiêu lệnh đồng bảy trên những cái sàn nhưng mà cái biểu đồ kế tiếp này đó là biểu đồ cho các bạn thấy được là những lệnh đồng bảy trên sàn đó thì sử dụng bao nhiêu phần trăm đồng bảy thì các bạn thấy được là cái phần trong đồng bảy đang mức rất là cao luôn có nghĩa là rất nhiều người giữ lên đồng bảy trên sàn với cái độ đồng bảy rất là cao thì mỗi lần mà chúng nhìn thấy cái hiện tượng như vậy đó có nghĩa là chỉ cần giá cả dao động mạnh một ít thôi thì dẫn đến hiện tượng non suy short sweet rất nhiều lệnh sẽ bị thanh lý tại vì cái số đồng bảy sử dụng quá nhiều chúng ta cũng hãy xem một cái thông tin khác đi đây là cái thông tin uh, liên quan đến cái số lượng bitcoin trên sàn thì uh, gần đây đó chúng ta nhìn thấy hiện tượng gì thì chúng ta nhìn thấy được là trong cái thời gian một tháng qua thì vẫn tiếp tục thấy là bitcoin tiếp tục rời khỏi sàn cho nên cái đường màu xanh này đó nó mới đi xuống liên tục và đặc biệt hơn đó là các bạn hãy để ý những cái đợt như thế này. Đây là cái đợt mà ngày 17 tháng 10 đó thì các bạn thấy được là đây là một đường thẳng luôn giống như là đột ngột của rất nhiều Bitcoin rời khỏi sàn. Và đây là cái hiện tượng là thường đại diện cho một đơn vị hay một người nào đó mà thôi. Tại vì nếu như chúng ta có nhiều người mà rút tiền đó thì các bạn sẽ thấy được cái hiện tượng nó giống như vậy nè giống như là cái hiện tượng cầu thang vậy các bạn tại vì nhiều người rút ở nhiều thời điểm khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta có cái hiện tượng mà nhảy lầu như vậy đó thì có nghĩa là có một đơn vị nào đó đột cột rút ra khỏi và chúng ta cũng thấy hiện tượng đó vừa mới xảy ra khi nào đó chính là ngày hôm qua đó các bạn đột ngột có một cái cây rất là dài rất nhiều bitcoin rời khỏi sàn thì đây có phải là dấu hiệu tích lũy hay là không thì cũng chưa chắc đâu các bạn, tại vì đây là tất cả các sàn, chúng ta bây giờ hãy xem chi tiết hơn đi sàn spot thường đó khi mà bitcoin rời khỏi sàn spot đó, thì là dấu hiệu tích lũy à, tại vì các bạn mua sàn spot xong rồi người ta sẽ đem ra khỏi sàn tại vì người ta muốn tích lũy dài hạn thì chúng ta nhìn thấy được đó, có một đơn vị nào đó đúng là tích lũy vào ngày 18 tháng 10. Đây là cái tài liệu của những Bitcoin trên sàn Spot Thì đúng là đột ngột có rất nhiều Bitcoin biến mất ngày 18 tháng 10 trên sàn à, và đó là yêu tích lũy nhưng mà hôm qua thì không phải các bạn Hôm qua các bạn thì chúng ta không những là không có Bitcoin à, rời khỏi sàn Mà còn có một ít Bitcoin chở vào sàn Spot Có nghĩa là sàn giao dịch thông thường Nhưng mà chúng ta chuyển qua sàn Derivative đi Đây là cái sàn phái sinh á thì các bạn thì những sàn phái sinh đó chính là cái hiện tượng chúng ta thấy nghĩa là cái số lượng bitcoin rút ra À, đột ngột từ những sàn ngày hôm qua đó là rút ra từ sàn phái sinh thì đây là dấu hiệu gì đây là dấu hiệu là, là có một đơn vị một ai đó họ đưa đồng lên trên sàn đồng bitcoin lên trên sàn à, trong một thời gian họ tích lũy à, một cái vị thế lớn rồi sau đó đó các bạn thấy được là giá cả có sự dao động mạnh nhiều lượng bị thanh lý rồi đột ngột bitcoin rời khỏi những sàn phái sinh có nghĩa là ai đó dùng bitcoin đẩy lên sàn họ tích lũy một cái vị thế dùng Bitcoin đó để làm thế chấp rồi sau đó họ đã rút ra khỏi sàn ngày hôm qua. Đương nhiên đơn vị đó là ai thì đừng không nào biết được thì sẽ chia sẻ với các bạn những động thái trên những cái sàn mà thôi. Và một tài liệu khác như bạn có hay hỏi thuận đó là bây giờ còn bao nhiêu Bitcoin có lời trên những cái tài liệu như là Classno thì đấy là tài liệu à, uh, on chain thì on chain cho thấy được là 58,2% là đang có lời, 1% cũng rất là thấp các bạn. Các bạn nhìn thấy được. À, chúng ta chỉ quan tâm đến khi mà cái đường màu cam này đã đi vào cái dùng màu đỏ bên trên này thôi đây là những cái dùng mà các bạn đã nhớ đó nhiều lần thường chia sẻ với các bạn là chúng ta nên cẩn thận khi mà cái đường màu cam này nằm trong cái dùng màu đỏ đó là khả năng là sẽ có nhiều người chút lời à, và bây giờ không phải các bạn Bây giờ thì không phải các bạn, chúng ta đang nằm ở trong cái vùng thấp này, cái vùng màu xanh lá cây này đó, như là gần vùng tích lũy, không phải nằm trong vùng tích lũy nhưng mà đang nằm gần cái vùng đó. Còn về Ether thì sao? Ethereum thì các bạn thấy là một năm qua thì vẫn tiếp tục thấy là tìm rời khỏi sàn. À, nhưng mà cái tốc độ đó nó cũng không có gì gọi là đặc biệt các bạn. Nhất là gần đây tốc độ rời khỏi sàn nó cũng đã chậm lại rồi. Và thường cũng vừa xem tài liệu uh, chia ra từ sàn phái sinh và sàn spot thông thường đó, thì cũng không gì đặc biệt cho các bạn. Nói chung thì Ether thì vẫn được tích lũy, nhưng mà tốc độ nó không như là BTC, tốc độ đã chậm lại rồi à, khi mà chúng nhìn vào tài liệu Ether rồi khỏi sang rồi đó là những cái tài liệu chi tiết liên quan đến thị trường crypto Chúng ta bây giờ hãy zoom ra để mà xem cho có những yếu tố liên quan đến kinh tế vĩ mô Ở đây các bạn nắm được tình hình chung như thế nào Và chúng ta hôm nay lại sẽ tiếp tục quan tâm đến Nhật Bản Các bạn thấy được là tình hình đó, thì trong vòng mấy tháng qua chúng ta di chuyển từ nước này qua nước kia Mới đầu đó là chúng ta dùng rất nhiều thời gian để quan tâm đến tình hình của châu Âu Liên quan tới phần trăm lạm phát, giá xăng dầu, giá điện Rồi chúng ta nói tới cái phần trăm lãi suất của châu âu nhưng mà sau chúng ta lại chuyển qua đó tiếng Anh, tại vì nhiều sự kiện xảy ra ở nước Anh. Bây giờ đó mọi người lại chuyển qua rất là quan tâm đến Nhật Bản, tại vì Nhật Bản nó cũng có nhiều vấn đề không thua gì nước Anh hay là Châu Âu hiện tại đâu các bạn. Các bạn có đã biết là đồng Nhật Bản đó, đồng Yên thì liên tục giảm giá so với đồng đô la và chính phủ Nhật Bản đó, ngân hàng trung ương à, đã đang muốn cứu vãn đồng Yên để giữ giá và chính phủ của Nhật Bản đó, thì bây giờ thì họ không có muốn tăng lãi suất, ngân hàng trung ương vẫn không tăng lãi suất và có thể là sẽ không tăng mãi đến năm sau khi mà thống đốc hiện tại về hưu à, còn bây giờ thống đốc đó vẫn còn thì sẽ không tăng lãi suất cho các bạn và vì lý do đó đó cái nhu cầu à, để sở hữu công trái phiếu của Nhật Bản đó nghĩa là trái phiếu từ chính phủ Nhật Bản đó thì không có cao các bạn Ngân hàng Chính phủ Nhật Bản đó hay gọi là BOJ hiện đang sở hữu hơn một nửa toàn bộ công trái phiếu Nhật Bản luôn và thị trường nó có thể trôi qua vài ngày mà không có cho dịch nào hết nghĩa là gì nghĩa là các bạn thấy là chính phủ đó thì họ vận hành quốc gia đương nhiên cần phải có tiền rồi. Tiền đến từ đâu thì tiền đó, đó đến từ người dân đóng thuế vào trong ngân sách của chính phủ. Còn lại đó thì chính phủ cần phải bù đắp vào bằng cách là chính phủ sẽ bán những cái trái phiếu, những giấy nợ đó. Thì khi mà giấy nợ đó bán trên thị trường thì những công ty đầu tư, những người dân họ có thể là mua công trái phiếu đó để có thể có được lợi nhuận và tiền đó sẽ được dùng để mà tiếp tục vận hành quốc gia lắp vào cái chỗ trống cần thiết nếu như mà không đủ tiền nhưng mà bây giờ đó thì chính phủ Nhật Bản tung ra công trái phiếu nhưng mà không ai mua hết các bạn phần nữa đó là bây giờ là được mua bởi chính ngân hàng trung ương của Nhật Bản ngân hàng trung Nhật Bản lấy trái phiếu đó đưa vào cái ngân sách kế toán rồi xem đó như là một tài sản rồi xuất tiền đưa chính phủ Nhật Bản đó là cái cách dễ hiểu ở đây có nghĩa là tự đưa tiền lẫn nhau và in tiền ra thì đó là cái vấn đề rất lớn hiện bây giờ tại vì nhu cầu đó cực thấp không ai muốn mua công trái phiếu của Nhật Bản hiện bây giờ. Và chúng ta đã biết là ngân hàng trung ương Nhật đó thì uh, đã liên tục tung ra nhiều cái đợt để mà cứu tình hình của đồng yen và ước tính đó, hôm qua là 37 tỷ, hôm nay đã lên tới 50 tỷ đô la rồi khi nào họ bán đồng đô la để mà mua lại đồng yen để uh, giữ giá đồng yen thì tình hình của đồng Nhật Bản so với đô la ra sao thì khi chúng ta nhìn vào cái uh, giá trị hoán đổi bây giờ đó thì cũng đã đỡ hơn một chút chúng ta đã thấy được là ngày thứ sáu đó lúc mà chúng ta có cái thông tin đồn là chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để mà cứu đồng yen đó, thì chúng ta thấy được là lúc đó một đồng đô la đổi ra 151 Yen thì chúng ta thấy được là sau đó nó cũng đã có cái sự đi xuống và đi xuống tới mức là một đồng đô la đổi ra khoảng 147 Yen rồi liên tục đó, Ngân hàng trên Nhật Bản đó đã tung ra 37 tỷ để mà mua lại đồng yên nhưng mà cũng không hề hấn gì các bạn thấy được cho tới ngày hôm qua thì cái giá hoán đổi cũng như vậy thôi. Hôm nay đó thì đỡ hơn một chút, à, trở về mức là 146 hiện tại. Thì coi như là cái số lượng tiền 50 tỷ này đó đã có một chút kết quả rồi, nhưng mà kết quả cũng chưa phải là nhiều lắm. Nhưng mà thêm vào đó chúng ta đã nhìn thấy được là có thông tin khác là phủ Nhật Bản chuẩn bị tung ra một cái gói hỗ trợ à để mà kích thích cái nền kinh tế của Nhật Bản và đặc biệt hơn là gói hỗ trợ này đó là lên tới tổng cộng là 67,1 nghìn tỷ yen, có nghĩa là khoảng chừng 454 tỷ đô la này các bạn, con số này là cực kỳ lớn luôn. Thì trong tình hình như vậy đó, người ta vẫn không có biết được là cái số tiền này là đến từ đâu và cái số tiền này đó có thể dẫn đến lạm phát nữa hay là không thì chúng ta vẫn chưa có rõ hiện tại. Một số bài viết đó thì nói là đây là cái tiền xuất ra từ cái ngân khố của chính phủ Nhật Bản, nhưng mà thường thì vẫn chưa có thật sự rõ nguồn gốc của số tiền này và tại sao họ lại muốn đưa ra một cái gói hỗ trợ hiện tại. Tại vì đó, cho dù là họ biết đưa ra có hỗ trợ bây giờ đó có thể dẫn đến phần trăm lạm phát để tăng cao hơn và có thể dẫn đến tầm nhìn mức giá nhưng mà chúng ta thấy được là tình hình ở Nhật Bản đó thì người Nhật theo thông hiểu đó nhưng mà nào mà sống ở Nhật thì có thể comment bên dưới là vẫn đang chịu rất là nhiều cái chi phí đang tăng cao nhất là liên quan đến tiền điện, tiền gas và một phần của cái hỗ trợ này đó sẽ dùng để mà hỗ trợ người dân à, để mà đẩy giá xăng, giá gas và giá điện xuống. Tại vì những cái chi tiêu này đó nó đã quá cao không chỉ đối với người dân mà còn đối với những cái công ty sản xuất nữa nhưng mà nào mà sống ở nhật đó, biết theo thông tin hay không mà mình dưới để cho các bạn hiểu hơn về tình hình ở bên đó nhưng mà ít cho bây giờ đồng yên cũng đã coi như là giữ được cái mức như thường vừa chia sẻ với các bạn Chúng ta theo đồng bản Anh chúng đã đỡ hơn à, Thì bây giờ chỉ số DXY đó ở mức là 109,74 thì coi như cũng đã nguội lại rồi Không tiếp tục tăng nữa à, Cái chúng ta muốn thấy đó là chỉ số này tiếp tục giảm xuống Tại vì chỉ số này đã có cái xu hướng ngược với lại tình hình của thị trường tài chính Nếu như DXY tăng đó, thì thị trường sẽ là màu đỏ và ngược lại cho nên cái chúng ta muốn thấy đó là chỉ số này nguội lại và mỗi lần mà người ta nghĩ sẽ nguội lại thì nó lại tăng trở lên. À, và đây là cái tình hình cả năm qua rồi. Hy vọng là cái chỉ số này ổn định và có cái độ nguội lại. Và chúng ta cũng có một số những cái à, thông tin khác, nhất là à, thông tin đến từ Canada đi, à, sẽ nói tới thông tin đến từ Hoa Kỳ. À, các bạn thấy đó là mới đầu thì những nhà trung ương nó họ rất là đồng lòng. Các bạn thấy được là ai thì cũng muốn là quản lý phần trăm lạm phát, ai cũng muốn tăng lãi suất nhưng mà khi mà bắt đầu tăng lãi suất rồi đó bắt đầu bán à, trái phiếu thu lại nguồn tiền đó, thì bắt đầu là chúng ta mới thấy nhiều sự kiện xảy ra giống như chúng ta thấy là nhiều, nhiều sự kiện không ngờ đến đã xảy ra đối với nước Anh thì chúng ta thấy là bây giờ đó một số ngân hàng trung ương thì họ cũng đã bắt đầu là mềm lòng hơn hôm nay đó chúng ta thấy là ngân hàng trung ương của Canada đó thì cũng đã thông báo là tăng lãi suất nhưng mà đã tăng ít hơn là kỳ vọng mọi người đó thì à, đều nghĩ là ngân hàng trung ương Canada lại sẽ tiếp tục tăng và tăng thêm không quay 75% nhưng mà chúng ta thấy à, là không phải như vậy ngân Canada chỉ tăng có 0 mà thôi trong khi mà cái phần trăm lạm phát Canada đó thì à, vẫn ở mức cao các bạn vẫn đang ở mức là 10, 9% cao hơn cao Hoa Kỳ nữa Nhưng mà Ngân hàng Trung ương Canada đó thì thấy nhiều cái dấu hiệu giống như là chúng ta thấy được là cái số lượng nhà bán đó thì cũng coi như là giảm rồi. Đương nhiên là tại vì phần nhà lãi suất đang tăng cao mà cho nên họ sợ là cứ tăng lãi suất mạnh như vậy hoài đó sẽ dẫn đến suy thoái tài chính cho Canada. Và các bạn thấy được đây là ngân hàng không phải đầu tiên đâu. Các bạn đã thấy là chưa gì hết á, chúng ta cũng đang nhìn thấy được là nước Anh cũng đã bắt đầu mềm tay lại rồi đối với cái việc là siết chặt nguồn tiền. Yo. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta...